Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2261 Vậy tôi cũng đùa với anh một chút Lúc này Đường Tuấn cũng đã nhìn rõ được hai phe của trận chiến này. Một phe trong đó có ba người, hai nam một nữ, họ mặc đồng phục giống nhau, hiển nhiên là đến từ một môn phái. Lúc này, ba người đang bị năm tu hành giả mặt đầy sát khí vây hãm. Đường Tuấn nhìn bọn họ, bọn họ cũng nhìn Đường Tuấn, Năm cường giả sát khí đằng đằng đó cũng sững sờ, dường như không ngờ được rằng lại gặp phải một người khác ở đây. Sắc mặt của ba đệ tử Thiên Nguyên phường lộ vẻ vui mừng, bọn họ nhanh chóng lao đến Đường Tuấn, "Người anh em, bọn ta là đệ tử của Thiên Nguyên phường, bị đám tặc phỉ này truy sát, chỉ cần cậu giúp bọn ta đột phá vòng vây, Thiên Nguyên phường chắc chắn sẽ báo đáp cho cậu thật nồng hậu." Trong số năm tu hành giả, một người đàn ông lực lưỡng cầm đại đao khẽ run rẩy, một luồng khí thế cực lớn ập về phía Đường Tuấn mang theo một sự cảnh cáo, nếu không muốn chết thì đừng nhúng ta vào. Audio điện tử võ tấn bền Tu vi của người đàn ông này đã đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong, thậm chí pháp lực đã có một chút khí tức của pháp tắc, chắc chắn không kém hơn bán bộ hóa thần cảnh. Đường Tuấn khẽ cao mày, sau đó hơi cúi đầu chuẩn bị rời đi, anh chỉ vừa mới tới đây, không muốn rước thêm phiền phức. Đồ hèn nhát, vào lúc này, một thanh niên trong đám đệ tử thiên nguyên phường lên tiếng chế nhạo người đàn ông lực lưỡng nở nụ cười và nói lựa chọn sáng suốt đấy nói xong anh ta cũng không thèm để ý đến đường tuấn quay người lại tiếp tục truy sát ba đệ tử của thiên nguyên phường nhưng ngay lúc anh ta định quay người lại nụ cười trên môi đột nhiên trở nên dữ tợn đại đao trong tay vụt bay đi hướng về đường tuấn đại đao bốc cháy hừng hực khí thức cuồng bạo Hiển nhiên là đã bị người đàn ông lực lưỡng đó truyền pháp tắc chi lực vào. Đây là một đòn tất sát, người đàn ông lực lưỡng đó hẳn là đã có âm mưu từ trước, vốn không phải là ý định mới nghĩ ra. Người đàn ông lực lưỡng nhìn đại đao hỏa diệm đang hướng về Đường Tuấn, cười khẩy nói, nhìn thấy bọn ta ra tay với đệ tử Thiên Nguyên phường mà cậu vẫn còn muốn sống sao? Thế chẳng phải bọn ta có nguy cơ bị lộ sao? Người thanh niên cười nhạo Đường Tuấn khi nãy vẻ mặt lãnh đạm thậm chí có chút ý cười nói chết thì tốt. Đại đao Hỏa Diệm định chém Đường Tuấn, còn cách Đường Tuấn chưa đến nửa trường. Chính ngay lúc này, đại đao Hỏa Diệm vốn dĩ đang lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc thì dừng lại một cách kỳ lạ, chẳng hề nhúc nhích, giống như bị một bàn tay vô hình túm lấy. Đường Tuấn chậm rãi quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Anh vươn tay ra cầm lấy đại đao Hỏa Diệm, ngọn lửa trên thanh đao đột nhiên cháy mạnh gấp hai ba lần. Nhiệt độ xung quanh trong chốc lát tăng lên rất nhiều. Đồng tử của người đàn ông đó đột nhiên co rút lại, nụ cười trên mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh ta biết mình đã gặp cao thủ rồi, ít nhất cũng là tu hành giả bán bộ hóa thần cảnh, có sức mạnh điều khiển pháp tắc. Người đàn ông lực lưỡng lại nở nụ cười, chỉ là vẫn rất khó coi, rất ngượng ngùng, anh ta nói, vừa rồi tôi chỉ đùa với tiền bối thôi, vốn không có ý gì khác. "Rất tốt." Đường Tuấn mỉm cười. Nói, vậy tôi cũng đùa với anh một chút. Chương 2262, tôi cho anh đi sao? Đáng tiếc, dường như giọng nói của anh ta không thể thoát ra khỏi cổ họng được, người khác chỉ nhìn thấy môi anh ta mấp máy. Phập một tiếng, đại đao hỏa diệm lướt ngang qua ngực của người đàn ông to lớn. Một đao lấy mạng. Lúc chết, trong mắt người đàn ông vẫn đầy vẻ sợ hãi và hối hận. Rõ ràng Đường Tuấn sắp đi rồi, sao anh ta còn muốn ra tay chứ? kết quả lại khiến bản thân mất mạng. Người đàn ông bị đường Tuấn giết ngay tức khắc, bốn tên cướp kia cùng ba đệ tử của Thiên Nguyên Phường sửng sốt một lúc, nhưng đệ tử của Thiên Nguyên Phường đã phản ứng lại trước, đặc biệt là người thanh niên đã nói đường Tuấn hèn nhát, hai thanh đoản đao trong tay bay ra, bỗng chốc cắm vào ngực hai tên đạo tặc bên cạnh, trực tiếp giết chết bọn chúng. Hai đệ tử khác của Thiên Nguyên Phường cũng làm theo, vũ khí của cô gái thực chất là một chiếc búa của đảo dược, lập tức đập vào đầu của một tên cướp, máu bắn tung tóe khắp nơi. Dù tên trộm cuối cùng phản ứng lại và muốn tẩu thoát nhưng đã quá muộn, anh ta chỉ mới chạy được không tới 10 trượng thì bị hai thanh đoản đao đâm sau lưng. Năm tên cướp, toàn bộ đều chết sạch. Trong số năm tên cướp, có 3 tên bị thanh niên cầm đoản đao giết chết. Đường Tuấn bất giác nhìn anh ta, thanh niên này có tu vi là nguyên anh cảnh đỉnh phong, nhưng mà khí tức có hơi không ổn định dường như là dựa vào ngoại vật chẳng hạn như đan dược để nâng cấp. Nhưng thanh niên ra tay lại vô cùng mạnh mẽ dứt khoát, vô cùng tàn nhẫn, hai thanh đoản đao đó cũng không phải là bảo khí bình thường. Trong lòng đường Tuấn khẽ động, cho dù hôm nay anh không xuất hiện, một nam một nữ kia có thể sẽ chết, nhưng còn thanh niên này chắc chắn có thể sống sót. Nghĩ đến đây, đường Tuấn không có ý nghĩ ở lại nữa, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Tôi cho anh đi sao? Đúng lúc này, giọng nói của người thanh niên sau lưng đường Tuấn vang lên. Đường Tuấn khẽ cao mày, nhìn về phía thanh niên đó, hỏi ý anh là sao? Trên mặt thanh niên lộ ra một tia diếu cợt, trên tay đang xoay hai cây đoạn đao, anh ta nhướng mày nhìn đường Tuấn, nói tôi nghi ngờ anh có quan hệ với mấy tên cướp đó, theo bọn tôi trở về tiếp nhận điều tra. Cô gái duy nhất trong ba người nghe vậy, kinh ngạc nói, vệ võ sư huynh, có phải anh lầm rồi không? anh ta vừa ra tay giết tên thủ lĩnh kia mà thanh niên vệ võ cười khẩy một tiếng lữ sư muội lòng người nham hiểm vừa rồi nói không chừng là bọn họ cố ý làm cho chúng ta xem muốn lấy lòng tin của chúng ta lữ sư muội khẽ nhíu mày tuy rằng câu nói của vệ võ có hơi khiên cưỡng nhưng quả thật cũng có khả năng đó đột nhiên sắc mặt lữ sư muội tối sầm lại a à lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu đen máu đen rơi xuống đất lập tức đông thành xương sắc mặt lữ sư muội đột nhiên tái nhợt hai chân mềm nhún như sắp ngã xuống đất vệ võ vội vàng chạy tới đỡ lữ sư muội anh ta đặt ngón tay lên cổ tay lữ sư muội nhặt xương đen trên mặt đất lên ngửi sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi nói là khí độc huyền minh ô xương anh ta nhìn sang một bên tên cướp bị lữ sư muội đánh chết đang cầm trên tay một chai sứ nhỏ chai sứ đã được mở ra bốc ra mùi tanh nhàn nhạt, nhạt mặt đất xung quanh cái chai được bao phủ bởi một lớp xương mỏng chết tiệt. Vệ võ mắng một câu, anh ta nhờ người bạn đồng hành tìm kiếm nhẫn không gian của tên cướp nhưng không tìm thấy thuốc giải. chương 2263, nhưng là lữ sư tỷ Sư huynh, phải làm sao đây? Độc khí huyền minh ô xương phát tác rất nhanh, nơi này cách thành hồng dương mấy vạn cây em, lữ sư tỷ không thể chịu nổi đến lúc đó. Người đồng hành lo lắng nói. Hoảng cái gì, Vệ võ trừng mắt nhìn người đồng hành nói, cho dù không có thuốc giải, không phải vẫn còn có ta sao? Người bạn đồng hành sửng sốt một lúc, sau đó phản ứng ngay lập tức, vỗ chán nói, đúng ha. Vệ sư huynh là lớp trẻ có y thuật lợi hại nhất ở thiên nguyên phường. Thậm chí, thầy còn nói sau 30 năm nữa anh sẽ vượt qua cả ông ấy. Độc huyền minh ô xương tuy rất mạnh, nhưng vệ sư huynh chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Nghe được lời nói này của người bạn đồng hành, vệ võ không khỏi lộ ra vẻ tự hào trên mặt, nói với người bạn đồng hành của mình, cậu trông giúp tôi, để tôi giải độc cho lữ sư muội. Anh ta lại liếc nhìn đường Tuấn, cảnh cáo, đừng hòng chạy trốn, trong khu vực thành Hồng Dương, không có người nào mà vệ võ tôi không tìm được. Nói xong, vệ võ ngưng thần tĩnh khí, ngón tay khẽ nhúc nhích, mười đạo pháp lực từ trong đầu ngón tay tuôn ra. Mười luồn pháp lực này có màu xanh nhạt, rất mỏng, giống như kim châm sau khi 10 pháp lực ngưng tụ thành công, vệ võ hai mắt híp lại, 10 đạo pháp lực đồng thời xâm nhập vào 10 nơi trên cơ thể sơ lữ sư muội Mặt lữ sư muội đột nhiên đỏ bừng. Trên mặt vệ võ lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng cũng có chút tự đắc. Nhưng vào lúc này, cơ thể lữ sư muội kịch liệt run lên, cô ta lại phun ra một ngụm máu, lượng máu này còn nhiều hơn khi nãy, hơi thở cũng đứt quãng hơn, dường như có thể ngưng lại bất cứ lúc nào vệ võ cùng người bạn của anh ta vô cùng hoảng loạn. Không hay rồi, vệ võ đột nhiên kêu một tiếng. Đồng thời, anh ta cắt đứt toàn bộ mười ma lực đã xâm nhập vào cơ thể lữ sư muội. Đây không phải là độc huyền minh ô xương thông thường, nó sẽ lan ra thông qua pháp lực. Sắc mặt vệ võ vô cùng ảo não, nếu không kịp thời rút pháp lực ra, e là bản thân anh ta cũng sẽ bị trúng độc. Lúc này sắc mặt của lữ sư muội càng đen lại, hiển nhiên độc khí huyền minh ô xương càng lúc càng nặng. Người bạn đồng hành không khỏi hét lên, vệ sư huynh, phải làm sao đây, anh mau cứu sư tỷ đi. Vệ võ hét lên, vừa rồi không nghe tôi nói gì sao, độc huyền minh ô xương sẽ chuyển nhiễm thông qua pháp lực, lỡ như chuyển nhiễm sang tôi thì phải làm sao. Bảo tôi chết cùng cô ta à. Người bạn đồng hành sửng sốt, nói, nhưng là lữ sư tỷ. Vệ võ cau mày. Thực ra, anh ta vẫn còn có một phương pháp khác chính là dùng pháp lực áp chế chất độc trong cơ thể lữ sư muội tránh tiếp xúc trực tiếp với độc khí huyền minh ô xương giúp giảm đáng kể xác suất lây nhiễm hơn nữa chỉ cần kiên trì trở về thành hồng dương đến lúc đó có thầy của anh ta lữ sư muội tất nhiên sẽ không sao nữa không đó chỉ là làm giảm khả năng truyền nhiễm vốn không phải là tuyệt đối nếu không cẩn thận tôi bị truyền nhiễm chẳng phải sẽ chết theo luôn sao tôi không muốn như thế Nét mặt của võ vệ đột nhiên trở nên dữ dằn, anh ta đã hạ quyết tâm. Anh hùng cứu Mỹ nhân tuy là tốt, nhưng anh ta vẫn cần cái mạng nhỏ này của mình. Thế rồi, anh ta tỏ ra buồn bã, lắc đầu nói với người bạn đồng hành, cứ như vậy đi. Nếu lũ sư muội còn tỉnh táo, cũng không muốn nhìn thấy chúng ta mạo hiểm vì cô ấy. chương 2264, tôi còn tưởng cậu là cao nhân gì chứ? Mặc dù người bạn đồng hành rất buồn nhưng cũng không thể làm gì được có lẽ tôi có thể cứu cô ấy. Lúc này, Đường Tuấn đột nhiên nói. Trước lúc vệ võ cứu người, anh đã ở bên cạnh, tận mắt xem vệ võ cứu người như thế nào. Phương pháp biến pháp lực thành kim châm này có phần giống với thôi linh tơ của cổ gia, nhưng y thuật của vệ võ không đủ để phát huy uy lực của nó. Đường Tuấn trong lòng khẽ động, với tu vi y thuật của anh, chỉ nhìn lướt qua cũng hiểu được nguyên lý của phương pháp này mà vệ võ sử dụng. Nghe được lời nói của Đường Tuấn, vệ võ cao mày quát, anh nói bậy cái gì thế? Đường Tuấn chỉ vào lữ sư muội nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, không tới 100 giây, máu và huyết khí toàn thân cô ấy sẽ đông cứng, thần tiên cũng khó mà cứu được. Khi đường Tuấn đang nói, chân của lữ sư muội bắt đầu hình thành một lớp xương nhẹ, và nó tiếp tục lan dần lên trên. Người bạn đồng hành không khỏi lo lắng nói, vệ sư huynh, sao anh không để cậu ta thử xem? Sắc mặt vệ võ có chút thay đổi, sau đó nói với Đường Tuấn, được rồi. Tôi cho anh một cơ hội, nếu như anh chữa khỏi chất độc trong cơ thể Lữ Sư muội thì những chuyện trước đây coi như bỏ. Nhưng nếu không được, thì đừng trách tôi không khách sáo. Anh còn không mau chữa trị đi, ngoặc kép. Đường Tuấn nghe vậy, cũng chẳng thèm động đậy. Thấy vậy, vệ võ hét lên, anh làm sao vậy, còn không mau đi. Đường Tuấn hơi híp mắt nói, bây giờ tôi đột nhiên không muốn cứu cô ta nữa. Thái độ của vệ võ thực sự khiến anh khó chịu. Vệ võ khí thế bùng nổ, nói cậu dám trêu tôi à, muốn chết sao? Đường Tuấn lạnh lùng nói, tôi chẳng nợ các người cái gì cả. Chị cho cô ta hay không là do tôi quyết định. Người bạn đồng hành vội vàng nói, tiền bối, vệ sư huynh cũng do quá sốt ruột, lo lắng cho an huy của lữ sư tỷ, cho nên nói chuyện có mạo phạm đến anh, mong anh tha thứ, tôi thay mặt sư huynh xin lỗi anh. Đường Tuấn nhìn vệ võ khinh thường nói, thật sao? Nếu vừa rồi anh ta dùng hết sức chân áp khí độc, lữ sư tỷ của anh có thể cầm cự được nửa ngày. Nhưng anh ta lại sợ khí độc sẽ lây nhiễm cho mình, cho nên không dám thử, mới khiến khí độc bộc phát nhanh như vậy. Người bạn đồng hành sửng sốt, còn sắc mặt vệ võ thì tái nhợt. Thôi vậy, nế mặt anh, tôi giúp chữa trị cho cô cô ấy. Đường Tuấn liếc nhìn người bạn đồng hành rồi chậm rãi nói. Đường Tuấn bước đến bên cạnh Lữ Sư Muội, bắt chước phong cách của Vệ Võ, cùng nhau di chuyển các ngón tay, ngưng tụ 10 đạo pháp lực mỏng như kim châm. 10 đường pháp lực xâm nhập vào 10 huyệt đạo của Lữ Sư Muội, giống hệt như những gì khi nãy Vệ Võ đã làm. Chí ít thì trông chẳng có chút khác biệt nào. Học theo Hàm Đan, làm trò cười cho thiên hạ, Vệ Võ chế nhạo, trước đây anh ta đã từng thử qua cách này. Chương 2265 Lữ Chi Huệ vô cùng cảm kích nhìn thấy lữ sư muội tỉnh lại, vệ sư huynh lập tức ngơ ngác. Lữ sư muội không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chắc sư đệ nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Sau khi hát lữ sư muội nghe xong, lông mày hơi cao lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn vệ võ. Vệ võ có chút không dám nhìn thẳng vào lữ sư muội, hơi cúi đầu xuống. Lữ sư muội không nhìn vệ võ nữa, mà cảm kích cảm ơn Đường Tuấn, cảm ơn tiền bối ra tay giúp đỡ, Lữ Chi Huệ vô cùng cảm kích. Từ việc khi nãy Đường Tuấn ra tay giúp đỡ, cộng thêm lần này cứu mạng cô ta, Lữ Chi Huệ đã xem Đường Tuấn là tiền bối cao nhân của mình rồi. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Lữ Chi Huệ hỏi, tiền bối xưng hô thế nào? Hầu như mọi người trong y đạo khắp thành Hồng Dương này ta đều biết cả, nhưng không có ấn tượng với tiền bối. Không biết tiền bối từ đâu đến. Đường Tuấn nói, ta tên là Dược Đường, từ nhỏ đã theo sư phụ ẩn tu trong núi sâu, khoảng thời gian trước đây sư phụ qua đời ta mới xuống núi dược đường đây là cái tên mới đường tuấn tự đặt cho mình sau khi đến trung ương ngân hà anh đã nghĩ xong một danh tính mới cho mình lữ tri huệ nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều dẫu sao thì thế giới này cũng rất rộng lớn kỳ nhân dị sự nào cũng có thể xảy ra ngược lại hai mắt về võ lại sáng lên khi nghe những lời đường tuấn nói không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì anh dược cũng chưa biết sẽ đi đâu chỉ bằng cùng bọn tôi quay về thành Hồng Dương đi, anh cứu tôi, tôi vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Lữ Tri Huệ mỉm cười nói, sau khi biết đường Tuấn cũng chạc tuổi bọn họ, Lữ Tri Huệ gọi tiền bối thì có chút kỳ lạ, thế là đổi thành anh. Đường Tuấn suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Anh cũng cần một khoảng thời gian để tìm hiểu thế giới hoàn toàn mới. Trên đường đi, vệ võ có vẻ sợ đường Tuấn nên cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nói một hai lời với Lữ Chi Huệ. Đáng tiếc, sau chuyện vừa rồi, thái độ của Lữ Chi Huệ đối với anh ta đã thay đổi rất nhiều, cũng không thèm để tâm tới anh ta. Vệ võ nhìn thấy tất cả, ánh mắt nhìn sang đường Tuấn đột nhiên trở nên ảm đạm. Suốt chặng đường, đường Tuấn cũng biết được không ít chuyện thông qua lời của Lữ Chi Huệ. Chẳng hạn nơi bọn họ đang ở là Chu Tước Tinh Vực, là một trong năm tinh vực trong Trung ương Ngân Hà. Ngoài Chu Tước Tinh Vực, ở trung ương Ngân Hà còn có bốn tinh vực khác là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Kỳ Lân, được đặt theo tên của ngũ hành thần thú. Còn nơi bọn họ đang đứng chỉ là một góc trong chu tước tinh vực. Hai giờ sau, một thành phố hùng tráng hiện ra trước mặt họ. Tường thành cao vút tận mây, trên đó có khắc những trận pháp, khí tức mạnh mẽ uy nghiêm ập thẳng đến bọn họ. Đây là thành Hồng Dương, xung quanh 10 vạn dặm chỉ có một thành trì này. Lữ Tri Huệ mỉm cười giới thiệu, Môn phái của bọn ta là Thiên Nguyên Phường, là môn phái hàng đầu ở thành Hồng Dương. Sư phụ của chúng tôi là phường chủ của Thiên Nguyên Phường, Qua Thiên Hòa, người ta thường gọi là ông Qua, là y sư số một được thành Hồng Dương công nhận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô ta đưa Đường Tuấn vào trong thành, đột nhiên nói, anh giờ còn trẻ như thế, y thuật lại lợi hại, nếu như thầy gặp được anh chắc chắn sẽ rất vui mừng. Khổ khổ. Lúc này vệ võ mới ho nhẹ một tiếng nói, nữ sư muội như thế thì không hay lắm. chương 2266 chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nói cho thầy biết. Lữ trì Huệ nhướng mày nói, không biết vệ sư huynh cảm thấy không ổn chỗ nào. Anh Dược đã cứu tôi, y thuật lại giỏi như thế, tôi mời anh ấy đến thiên nguyên phường làm khách, lẽ nào không được sao? Vẻ mặt vệ võ trở nên lạnh lùng, anh ta nói, lữ sư muội tôi là sư huynh của cô, chú ý giọng điệu của cô đi anh ta chắp tay sau lưng, nhìn đường Tuấn chằm chằm và nói, thiên nguyên phường ta là một môn phái lớn ở thành Hồng Dương, được mọi người kính trọng, muốn vào được thiên nguyên phường thì phải điều tra thân thế, vượt qua ba ải mới được. Nếu sau này tùy tiện để một người thân phận không rõ ràng vào trong thiên nguyên phường ta, thế thiên nguyên phường ta còn ra gì nữa chứ? Nét mặt Lữ Tri Huệ có hơi khó coi, giọng nói có chút tức giận, sao có thể như thế? Vệ võ lại diếu cợt nói, ta nói như thế chính là như thế. Lữ Trì Huệ lông mày run lên vì tức giận, cô ta sao có thể không biết vệ võ đang cố ý bới móc. Đường Tuấn liếc nhìn hai người họ rồi nói, thôi bỏ đi. Tự tôi đi đi một vòng thành Hồng Dương xem thử là được rồi, có cơ hội sau này mới đến Thiên Nguyên Phương. Nhưng mà anh Dược, Lữ Trì Huệ có hơi gượng gạo, suy cho cùng chuyện này cũng là do cô ta nhắc tới. Lữ Sư muội cậu Dược đã nói như thế, tôi cũng chẳng nói nhiều nữa, vệ võ nở nụ cười, có chút tự đắc. Lữ Tri Huệ hừ lạnh một tiếng, nói, vệ sư huynh, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nói cho thầy biết. Vẻ mặt của vệ võ cứng đờ, nhưng nhanh chóng trở lại như bình thường, nói với Đường Tuấn, đã như thế, vậy cậu dược cứ tự nhiên đi, thiên nguyên phường chúng tôi còn bận rất nhiều việc, không thể đi dạo cùng cậu được. Nói xong, anh ta dẫn chắc sư đệ rời đi trước, nói vọng lại từ phía xa, Lữ Sư muội cô phải tạm biệt lữ tri huệ tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng vệ võ trong mắt tuôn ra lửa giận một lúc sau cô ta lấy lại bình tĩnh và nói với đường tuấn anh dược tôi không đưa anh đến thiên nguyên phường được bây giờ thầy của chúng tôi đã được mời đến phủ thành chủ rồi thế lực ở trong phường của vệ võ rất lớn tôi sợ anh ta sẽ nhắm vào anh cô ta lấy ra một miếng ngọc bài ra nói đây là ngọc bài liên lạc của ta anh dược đi tham quan ở trong thành hồng dương này nếu gặp phải chuyện gì không giả quyết được thì liên lạc với tôi Đường Tuấn nhận lấy ngọc bài. Trước khi đi, Lữ Tri Huệ giải thích cho Đường Tuấn một số quy tắc phải tuân theo ở thành Hồng Dương. Sau khi Lữ Tri Huệ rời đi, Đường Tuấn bắt đầu đi loanh quanh khắp thành Hồng Dương. Các ngươi đọc thông báo ở thành chủ chưa, nghe nói đại công tử của phủ thành chủ bị thương, đi khắp nơi tìm danh y. Chỉ cần có thể trị khỏi vết thương cho đại công tử, thì có thể nhận được một cây cửu M ngưng hoa. Một cây cửu M ngưng hoa, đây là dược liệu cực phẩm để luyện chế linh đan thuộc tính thủy. Thành chủ phủ quả nhiên giàu có, không biết ai có thể nhận được nhỉ. Đương nhiên là ông qua rồi, ông qua đã đến thành chủ phủ, y thuật của ông ta đừng nói là ở thành Hồng Dương này, cho dù là mười mấy thành trì xung quanh cũng là hãng nhất hạng nhì. Cửu M ngưng hoa chắc chắn sẽ thuộc về tay ông ta. chương 2267, anh còn chưa trả lời tôi. Vậy mà lại là cửu âm ngưng hoa, nhất định phải lấy được. Ánh mắt đường tuấn lóe sáng, trong mắt lộ vẻ kiên định. Loại dược liệu cửu âm ngưng hoa này vô cùng hiếm thấy, nếu như bỏ lỡ, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại được. Cho hỏi, phủ thành chủ đi như thế nào? Đường Tuấn đi đến hỏi một nhóm người đang thảo luận ở phía trước. Những người đó không khỏi liếc nhìn đường Tuấn thêm vài cái rồi nói, chú em, có phải cậu đã nghe bọn tôi nói rồi bị cám dỗ rồi phải không? Cậu cũng muốn đến phủ thành chủ sao? Đường Tuấn gật đầu nói, tôi cũng biết một chút y thuật, quả thật cũng muốn thử xem sao. Cả đám cười ồ lên. Chú em à, không phải biết một chút y thuật thì có thể làm được đâu. Phủ thành chủ trước giờ nghiêm ngặt, nếu để thành chủ biết cậu không có bản lĩnh thực sự, có thể đến cả cái mạng của cậu cũng không giữ được. Cho dù cậu hiểu y thuật thì có thể làm được gì, ông qua đã đi từ sớm rồi, cậu không có cơ hội. Đường Tuấn nghiêm túc nói, tôi vẫn muốn thử khi mọi người nhìn đường Tuấn, đều không khỏi lắc đầu, nói, người trẻ tuổi đúng là đầy nhiệt huyết, cậu muốn thử thì cứ đi đi, nhưng mà đến lúc đó khóc lóc thì đừng trách bọn tôi không nhắc nhở cậu. Nói xong, có người chỉ đường cho đường Tuấn đến phủ thành chủ. Nhìn đường Tuấn đi về hướng phủ thành chủ, bóng lưng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, mọi người không khỏi lắc đầu nói, đúng là nghe con không sợ hổ. Tuổi trẻ thật tốt. Phủ thành chủ nằm gần trung tâm thành Hồng Dương, phủ đệ rất rộng, từ xa có thể cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Trước cửa có sáu hộ vệ canh giữ, bọn họ đều có tu vi nguyên anh cảnh đỉnh phong. Sáu người vác súng, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, đủ để áp đảo bọn đạo trích xấu xa. Đường Tuấn vừa đến gần phủ thành chủ, sáu hộ vệ liền rút súng ra, lập tức chặn trước mặt hắn, hét lên, làm gì đấy. Đường Tuấn nói, tôi là bác sĩ, đến đây để xem bệnh cho con trai của thành chủ. Các thị vệ nhìn nhau nói, vậy thì cậu có thể đi rồi, có ông qua ở đây, không cần bác sĩ khác xem bệnh nữa. Đường Tuấn hỏi, có thông tin ông qua đã chữa khỏi bệnh chưa? Mấy hộ vệ hơi sướng sốt, lắc đầu nói tạm thời vẫn chưa. Nhưng mà ông qua là bác sĩ số một thành Hồng Dương, nếu ngay cả ông ta cũng không trị được, thì cậu càng không thể. Đường Tuấn mỉm cười nói, ông qua quả thật là bác sĩ số một thành Hồng Dương, đáng tiếc là tôi không phải người của thành Hồng Dương. Ồ, vậy ý của cậu là y thuật của cậu còn giỏi hơn cả ông qua nữa sao? Đúng lúc này, một giọng nói dễ chịu truyền đến, bóng người lóe lên, một cô gái trẻ đẹp dáng người mảnh mai xuất hiện ở cổng, nhìn Đường Tuấn với vẻ thích thú. "Cô chủ." Mấy hộ vệ nhìn thấy cô gái trẻ xinh đẹp này thì lập tức hành lễ, giọng điệu cung kính. Cô gái nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói, "Anh còn chưa trả lời tôi." Đường Tuấn nói, "Tôi chưa từng gặp ông qua." nhưng y thuật của tôi không kém gì ông ta. Anh đã từng thấy qua y thuật của vệ võ, còn võ vệ thì kế thừa của ông qua, anh có thể đoán được đại khái y thuật của ông qua ở trình độ nào. chương 2268, ngài đánh rất hay, tôi thua rồi. Cô gái trẻ mỉm cười nói, rất tự tin, nhưng chỉ có tự tin không cũng vô ích, nếu anh không có bản lĩnh thật sự, thì tôi sẽ không khách khí đâu. Đi thôi, tôi anh đi gặp cha tôi nói xong cô gái dẫn đường bước vào trong biệt thự mấy hộ vệ cũng lập tức phản ứng lại nhường đường cho đường tuấn đường tuấn bước theo cô gái vào trong phủ tôi là sử ái vi cha ta là thành chủ thành hồng dương cô gái trẻ tự giới thiệu đường tuấn chỉ nói ngắn gọn dược đường sử ái vi liếc nhìn đường tuấn nói tâm thái của anh rất tốt nhưng mà đợi lát nữa đừng có luống cuống đường tuấn mỉm cười đáp lại lông mày của sự ái vi bất giác nhảy dựng lên. Cô ta không nghĩ y thuật của Đường Tuấn thật sự giỏi hơn ông qua, cho nên đã đồng ý cho Đường Tuấn vào trong, là vì trong quá trình khám bệnh ông qua dường như đã gặp phải chút rắc rối, cần một trợ thủ. Đợi lát nữa bảo ông qua thử anh ta một chút, nếu phù hợp thì có thể giữ lại, nếu không phù hợp thì trực tiếp đuổi ra khỏi phủ. Sử ái vi trong lòng đã có quyết định. Sử ái vi dẫn đường Tuấn đi, chẳng mấy chốc đến một căn phòng. Cha, ông qua con đã đưa một bác sĩ đến đây sử ái vi đứng bên ngoài kêu lên trong phòng hai người đàn ông trung niên đang chơi cờ một người trong số họ mặc một chiếc áo choàng rộng mỗi bước di chuyển của ông ta đều bộc lộ một luồng khí thức mạnh mẽ ngoài ra còn có một luồng khí chất xuất trần cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục nghe được câu này người đàn ông trung niên mạnh mẽ cười nói con nhóc này đúng là quậy phá Chắc là hôm qua nghe thầy nói cần một trợ thủ, cho nên mới tùy tiện kéo một người tới đây. Người đàn ông trung niên đối diện chính là Qua Thiên Hòa, phường chủ của Thiên Nguyên phường. Còn người vừa lên tiếng không phải ai khác, mà chính là thành chủ thành Hồng Dương. Ông qua khẽ mỉm cười nói, vốn dĩ tôi muốn đợi vệ võ trở về, kêu cậu ấy làm trợ lý cho tôi. Nhưng mà cô đã tìm được người, nghĩ chắc người này cũng có chỗ đặc biệt, hay để tôi gặp thủ đi, nếu thích hợp thì giữ cậu ta lại cũng không chừng. Thành chủ sử cười nói, ngài có lòng tốt như vậy khiến tôi rất bái phục. Tôi cũng từng nghe danh tiếng của vệ võ, là hạt giống hiếm có, lại còn được chính tay ngài hướng dẫn, đâu phải người bình thường có thể bị được. Ông qua mỉm cười nhàn nhạt, nhưng vẫn toát lên vẻ thách thức. Lát nữa có giữ lại cậu ta không, toàn bộ đều do ngài quyết định. chương 2269, thế ông qua mau làm nhanh đi. Ông qua lúc này mới nhìn sang đường Tuấn, Nở nụ cười nhàn nhạt nói, tâm tính cũng không tệ, chỉ là không biết y thuật thế nào. Như vậy đi, lát nữa tôi bảo cậu chủ tới đây, nếu có thể nhận ra bệnh trạng của cậu ấy thì tôi sẽ giữ cậu lại làm trợ lý của tôi. Nói xong, ông qua vỗ tay, ngoài cửa lập tức có người đi vào, chờ ra lệnh. "Đi mời cậu chủ qua đây." Ông qua nói. Hộ vệ đó chuẩn bị rời đi thì Đường Tuấn đột nhiên nói, "Không cần." Ông qua nheo mắt nói, "Cậu định bỏ cuộc à?" Sử Ái Vi cũng khá bất mãn, cô ta nhăn mũi. Đường Tuấn lắc đầu, nhìn về phía Sử Thành chủ, chậm rãi nói, "Bệnh nhân đã ở đây. Nếu tôi không nhìn nhầm, cậu chủ đó căn bản không có bệnh." "Anh nói cái gì?" Sử Ái Vi ngạc nhiên. Đường Tuấn nói, "Kỳ thực người cần chữa bệnh là Sử Thành chủ, chứ không phải cậu chủ." "Anh đang nói bậy cái gì vậy?" Sử Ái Vi có vẻ không vui nói. Sử Thành chủ thở dài nói, "Nhóc con, vị bác sĩ trẻ này nói không sai, là sức khỏe của cha có vấn đề, không phải anh trai con. Sử thành chủ nói xong, sử ái vi lập tức choáng váng. Cha cô ta bị thương, vậy mà cô ta lại không nhìn ra. Nếu đường hiểu không nói, cô ta cũng không biết mình đã bị giấu tới bao giờ. Sử thành chủ nói với một nụ cười gượng gạo, cha là chủ một thành, tuy địa vị hiển hách. Nhưng nếu chuyện cha bị thương truyền ra ngoài, cha lo sẽ có người ra tay với sử gia mình tranh đoạt địa vị. Để đề phòng tin tức bị dò dỉ, cha chỉ có thể nói với anh trai con và ngày qua, nhóc con, con đừng trách cha. Sử ái vì cắn môi nói cha, sao con có thể trách cha chứ? Tuy vị trí thành chủ là do nhận lệnh của Hoàng Triều, nhưng thành Hồng Dương chỉ là một nơi tương đối hẻo lánh trong chu tước tinh vực, núi cao, hoàng đế lại ở xa, cho dù là đổi thành chủ, chỉ cần mỗi năm cung phụng lên trên đúng thời hạn, thì không sợ Hoàng Triều nhúng tay vào sử ái vi nhìn ông qua và hỏi ông qua vết thương của cha tôi thế nào rồi ông qua lắc đầu và nói thành chủ khi tu luyện đã quá hấp tấp lượng pháp lực chảy vào nguyên anh quá lớn không cẩn thận có thể làm bị thương đến nguyên anh bây giờ luồng sức mạnh đó đã chiếm cứ trong nguyên anh rồi không đẩy ra được ông ta hơi nhíu mày chậm rãi nói tôi có một cách chính là kích hoạt huyệt khiếu đưa luồng sức mạnh đó ra ngoài thông qua huyệt khiếu chỉ cần đưa luồng sức mạnh đó ra những vấn đề khác sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Sử ái vi lo lắng nói, thế ông qua mau làm nhanh đi. Ông qua nói, cách này một mình tôi không thể hoàn thành được, cần phải có trợ thủ, vốn dĩ đồ đệ của tôi vệ võ là người được chọn tốt nhất, nhưng mấy ngày nay cậu ta ra ngoài thử thách rồi, không biết bao giờ mới quay lại. Ông ta nhìn đường Tuấn, trong mắt có chút tán dương, nói, nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra thương thế của thành chủ, mắt nhìn của cậu cũng không tệ, coi như đã thông qua kiểm tra. Nhìn tuổi tác của cậu, cho dù y thuật không bằng vệ võ, nhưng chỉ cần cậu chịu ngoan ngoãn nghe tôi, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. chương 2270, cô cả, lời này của cô nói sai rồi. Đường Tuấn cười nói, đương nhiên là tôi có thể hiểu, nhưng mà tôi phải nói cho cô biết, cho dù ông qua và học trò của ông ta liên thủ lại, cũng không chỉ được vết thương của cha cô, thậm chí có thể sẽ càng nặng hơn cậu nói cái gì vừa dứt lời ông qua lập tức đứng dậy nét mặt tức giận chừng đường tuấn nói cậu đang nói lung tung cái gì thế tôi còn tưởng là cậu có chút bản lĩnh nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ là một tên nhóc cuồng ngạo việc là trợ lý coi như tôi chưa nói cậu thua xa vệ võ lắm sử ái vi cũng cau mày có chút không vui nói anh dược vừa rồi tôi đã đền bù cho anh không phải sao anh còn nói những lời như thế có hơi nhỏ mọn quá rồi không Đường Tuấn cười nói, Thái Uyên, Quan Sung, Ngư Tế, Quy Lai và Em Mờ Đô. Sự ái vi trong mắt đã tràn đầy tức giận, cô ta trầm giọng nói, dược đường, ở đây không có chỗ cho anh nói, mau đi đi. Đường Tuấn chẳng nhìn cô ta, mà nhìn sang ông qua. Ông qua lộ ra vẻ mặt không dám tin, thất thanh nói, làm sao cậu biết được. Những gì đường Tuấn nói có vẻ không có gì đặc biệt đối với sự ái vi, nhưng đối với ông qua thì lại rất chói tai, giống như sấm sét. Bởi vì năm từ mà Đường Tuấn nói đại biểu cho năm huyệt, mà năm huyệt này là vị trí lúc trước ông ta đã thông cho sử thành chủ, hơn nữa Đường Tuấn còn nói đúng thứ tự. Cứ như thể Đường Tuấn tận mắt chứng kiến ông ta chữa trị vết thương cho sử thành chủ vậy. Đường Tuấn chậm rãi nói, trong số các huyệt trên người của sử thành chủ, chỉ có năm huyệt này là có khí thức cuồng bạo. Tôi đoán là do lần trước ông đã thử đưa pháp lực trong Nguyên Anh vào nên mới như thế, vậy thì sao đây cũng chẳng phải là bản lĩnh tuyệt vời gì chỉ cần người học một chút y thuật cũng có thể nhận ra sử ái vi nghẹn ngào cô cả lời này của cô nói sai rồi ông qua chăm chú nhìn đường tuấn nghiêm giọng nói đây là một bản lĩnh rất tuyệt vời đấy bình tĩnh xem xét nếu đặt vào vị trí đó tôi làm không được huyệt khiếu của tu hành giả dường như có thể tỏa ra khí tức bất cứ lúc nào mà khiếu huyệt cũng có hơn hàng trăm vạn cái có một số tu hành giả vì công pháp tu luyện mà khai thông quá nhiều khiếu huyệt, muốn tìm chút khí tức ít ỏi trong những khiếu huyệt này càng khó hơn là mò kim đáy biển, càng khiến ông qua kinh ngạc hơn là đường tuấn vậy mà lại có thể nói đúng thứ tự những chỗ mà ông ta đã chữa trị, độ khó càng tăng thêm gấp trăm lần. Sử ái vi giật mình, cô ta biết rõ về y thuật của ông qua, chưa kể ở thành Hồng Dương, thậm chí nổi tiếng ở trong khắp phủ thiên hải, vậy mà bây giờ ông qua lại nhận là mình kém cỏi sử thành chủ cũng kinh ngạc nhìn đường tuấn cười nói xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh nên mới được ông quan khen ngợi như thế ông qua thu lại nét mặt kinh ngạc khi nãy gật đầu nói khi nãy là do tôi đã nói sai cậu giỏi hơn vệ võ nhưng nhận ra là một chuyện chữa trị được là một chuyện khác như vậy đi cậu và tôi kết hợp chữa trị đương nhiên vẫn do tôi làm chủ nếu thật sự có thể chữa khỏi cho sử thành chủ như thế thì tốt quá rồi Đường Tuấn nói với giọng điệu chắc nịch, tôi làm chủ, ông phụ trợ. Y thuật của ông không bằng tôi, nếu để ông làm chủ, sử thành chủ chắc chắn sẽ chết. Ông qua nghe câu này, sắc mặt tái đi vì tức giận. Đề nghị vừa rồi của ông ta đã là nhượng bộ lắm rồi, ông ta muốn xem thử y thuật của đường hiểu, nào ngờ đường hiểu lại đưa ra yêu cầu như thế. Ông qua là thân phận gì, sao có thể làm phụ trợ cho anh được? Sử ái vì tức giận nói. Sử Thành chủ cũng định lên tiếng, là một bệnh nhân, đương nhiên ông ta tin tưởng ông qua hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2270.